Chị bên Thái ăn nguyên một trái chanh mà nhìn ngon như vậy hả ta? Rồi Việt Nam của mình ăn với lại mắm đường có chảy nước miếng không đây? Bây giờ thì mình sẽ làm cho các bạn thèm chảy nước miếng luôn. Bây giờ thì Phong đang sắc trái chanh nè mọi người ơi. Mà nhìn trái nào trái nấy nó chua lè chua lét luôn á. Mà còn sắc phanh nữa, bây giờ thì mình sẽ xiên que vô nha. Không biết ở đây có ai chảy nước miếng khi xem video này chưa ta? Bây giờ thì mình sẽ làm cái nước sốt mà chấm này mọi người thấy ngon không? Sốt lên trời ơi, nước kẹo kẹo mà nó ngon gì đâu luôn á. Trời ơi, tôi nói một miếng bỏ vô họng tôi nói cái vị mà nó chua dữ lại. Cái này nó mặn mặn chua chua ngọt ngọt cay cay, xỉu luôn quý vị ơi. Còn Phong ăn nè, trời ơi là biết ngon rồi đó quý vị. Lâu lâu thử vị giác hay sao á. Bây giờ còn mấy miếng này mình bỏ vô mình trộn rồi tụi mình ăn chung luôn coi nó ngon không nha. Mà công nhận trời ơi, tôi nói nó chua dữ thần luôn mà thôi, giống như kiểu có bầu vậy mọi người, biết kiểu đó không? Trời ơi, tôi thấy nó đã gì đâu luôn á. Thấy tôi hứng hở vậy thôi chứ trong họng nó chua dễ sợ chua luôn quý vị ơi.